Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và tiếp tục trong video review ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến anh em trước mắt quý vị các bạn là hai cặp loa BMB 450C. Và trong hai cặp này thì em đã chốt được một cặp cho một anh tên là anh Hòa ở Tuyên Quang. Hai cặp này về ngoại hình tổng thể theo em đánh giá thì nó giống nhau thôi, không có sự khác biệt nhau ở cái đây là một cái điểm gì cả. Và bên em thì luôn luôn quay và rõ ràng nhất về ngoại hình và về nội thất, và cam kết tới anh em một điều là hàng của bên em bán ra sẽ có trách nhiệm về độ zin và độ xịn của sản phẩm. Như ở đây, cặp loa bên tay phải này có số seri đuôi cuối là 601. 601. Đấy, các bạn nhìn này. Chân của côn đấy. Và cái đường chân râu này nó sẽ buộc như này. Tẹp đây. Để tránh nhầm lẫn giữa hai cặp với nhau thì em đã cho thợ của em là đây, viết số 601 đằng sau. Loa rất đẹp nha anh em nha. Đấy, cái loa tép mà chúng ta muốn biết là nó đã sửa chữa hay chưa thì chúng ta nhìn vào cái mối hàn này này, cúi râu này. Đấy, nó sẽ bị hàn lại chẳng hạn. Còn đây, đây là độ đẹp của thùng. Anh em cùng xem phần căng này. Không thấy vết thủng luôn nhá. Chân căng đầy đủ, không hề gãy bất cứ một cái chân nào, căng cực kỳ đẹp. Và ngoại hình đây, phân tần 3 đường tiếng. Thực sự ra là cái bát của nó là đánh thẳng trực tiếp tín hiệu vào luôn mà không qua cái gì cả. Đấy, riêng dòng BMB này thì bát nó đánh thẳng tín hiệu đầu vào. Đấy, nó là dây xanh này này. Còn đây là dây tép, dây vàng này là dây chung. Hai cặp này thì cái tem mango này nó có đủ cả nhá. Đấy, dán cả hai bên luôn. Số seri đây, 3110601. Đây, 311601. Với chiếc L cần gạt rất mới luôn. Và với công suất là 500W trên một quả, trở kháng là 8 ohm. Hàng này thì được sản xuất tại China. Các đỉnh góc của nó này. Bắt loa vào đi. Đấy, độ đẹp của cặp 601. Với những cái dòng BMB này thì cái tép và cái bát của nó nhá, khi anh em tháo thì lưu ý rằng một điều là nó có một cái lẫy ở đây này. Đấy, nó có một cái lẫy thì chúng ta phải bấm vào đây thì chúng ta mới rút ra được. Đấy, cái lẫy này bấm vào thì chúng ta mới rút ra được. Đấy, như ở đây sau khi lắp vào xong này, chúng ta rút trực tiếp nó sẽ không ra. Và chúng ta phải, đây có một cái lẫy, bấm vô đây. Đấy, thì chúng ta kéo thì nó mới ra. Nó chặt, nó không bị tuột. Tép họng vàng. Và đây là sau khi đã lắp loa vào thành công thì ngoại hình của nó, mời em cùng xem này. Đây là chiếc R. Lỗ thông hơi của nó là hắt về đằng trước.
Nhưng tại sao cái bọn BMW 450C này, cái tính trầm của nó khi chúng ta nhìn từ đằng trước nó đánh rất uy lực luôn. Đấy. Và độ đẹp của cặp loa thì chúng ta cùng nhìn này. Đấy. Bên em sẽ biếu thêm anh em còn ốc mới ở trên đỉnh này nhá, chứ ốc 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 bãi thì không có. Không có ốc bãi đợt này, không có, không còn. Đấy. Thường rất nhiều đơn vị bán lại còn quên không cho khách cái ốc này. Thế nên khi chúng ta về chúng ta treo loa thì chúng ta sẽ khó treo. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi chúng ta đánh thì nó sẽ bị phè nếu không có con ốc ở trên đỉnh này nhá. Đấy, cặp loa phải nói là rất đẹp. Và với độ đẹp của cặp loa BMW 450C như thế này thì bên em đang xuất ra với mức giá là 4 triệu rưỡi một cặp các bác nhé. Hay 4 triệu rưỡi một cặp. Đóng căng vào đi. Đây, em sẽ tặng thêm quý vị các bạn cái con ốc như này, ốc mới nha. Bắt chuẩn chỉ luôn, đúng độ gen của nó luôn. Đấy, cặp này là cặp số 601. Anh em lưu ý hộ em là đọc hộ em cái mã số hộ em nhé. Số 601. Dòng này karaoke gia đình, diện tích phòng 25m2, 3m2 là rất ok. Rồi, đấy là cặp 601. Và bây giờ đến cặp số 2. Cặp số 2. Cặp này có số là 718. Số cuối là 718. Đó, cho anh em soi luôn cái chân côn của loa bát xem nó đẹp không. Đấy, rất đẹp nhé. Và với những cặp loa 450C đợt này thì em theo yêu cầu của một số anh em thì em đã thay gân luôn cho anh em. Đấy, thay luôn cho em gân. Và gân này thì chúng ta có thể đánh được vài năm không sợ hỏng. Đấy, thay rất cẩn thận luôn nhá, các cái đường mép này không để gợn sần nào cho anh em. Tép đây, có đánh dấu đầy đủ để tránh cái tình trạng lầm nhầm lẫn. 718 này. Loa bao zin cho anh em tuyệt đối nhá, dán tem rồi này. Trong phân khúc bass 25 và nghe nhạc và hát karaoke thì dòng 450C nó được đánh giá là hợp lý nhất. Bởi vì là nó có cái đòn kích tép này, tiếng tép của nó rất sáng luôn. Ngoài ra cái tép của nó thì được thiết kế dạng họng như anh em vừa xem kia. Thì là cái vấn đề là âm sắc tép của nó tản rất đều. Đấy, 718 này, 331017 718. Bọn này cùng lô lên cái số seri đầu này, nó trùng nhau. Bắt vào đi. Cắt loa vào đây. Và đây, đây là cặp số 2. Có mã số là 718. Và trong lúc chờ đợi thì cái cặp loa này lắp xong thì xin thông báo với anh em là cái tép BMW 450C thì nó như thế này. Và ngày hôm nay thì em đang dư thừa ra hai quả này. Anh em nào mà chung kết thì có thể liên hệ đến bên em. Em sẽ bán cho anh em hai quả tép này luôn. Em bao zin cho anh em là xịn. Đấy. Và bao cho anh em luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Độ đẹp cũng thế, rất đẹp. Dòng 450C nhá. Thì là cái này của nó là 4 ohm này. Đấy, chứ không phải là 8 ohm đâu nhá. Đấy, chứ là 8 ohm thì nó lại là của thằng 880C rồi. Đấy, và chỉ số của nó ở trên này nó sẽ là 859B.
Và với chiếc tem này thì báo cáo với anh em là với mức giá là 500.000 một quả. 500.000 một quả nhá. Đấy. Chập xịn luôn. Em sẽ dán tem vào đây cho anh em. Rồi, xếp lên đi. Đấy, đây là độ đẹp của cặp loa 718. Ngày quay video là ngày 15, 14 tháng 5 năm 2024. Đóng căng vào đi. Cái cặp này thì cái tem băng gold này nó được dán cả về một phía như thế này. Đấy, chiếc L và chiếc R. Góc cạnh đây. Cái chân căng này nó có cái lớp nhựa rất khít nên khi chúng ta đóng mở thì phải cũng nhẹ nhàng tay một chút. Không đến lúc là nó sẽ bị bênh và trượt cái vải này ra khỏi cái này ngay. Và với những cặp loa BMB 450C như thế này thì tiền cước của nó ở trong Việt Nam thì hiện tại bây giờ em vận chuyển ở tất cả các tỉnh theo đường VNPT, Vietnam Post đấy, thì mức cước của nó sẽ nằm ở khung giá là dưới 200.000 tiền cước của một cặp như thế này. Anh em yên tâm, nếu như mà trên 200 em chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn dưới 200 chắc chắn là dưới 200 cho bất cứ anh em nào ở mọi miền Tổ quốc. Còn gần thì nó sẽ rẻ hơn, 160, 170. Có những nơi khác thì 180, 190 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà chắc chắn là dưới 200.000 một cặp. Rồi, Phạm Thức Auto cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em. Bên em bán hàng thì có đặt cọc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ.